xin phép các bác. Hôm nay vẫn còn một ít dây nhôm, dây kẽm thì làm luôn cái cây xưa này xem ok không các nha. Thì chắc là phải vặt lông cây này trụi thôi rồi mình tính tiếp. Dưa dễ sống mà, thoải mái đi. Em tỉnh toàn các bác thông cảm nhé. Nói chung là cứ xoãi, không ngán cây gì hết các bác nha. Tỉa hết cho các bác xem, nhìn cho nó dễ. Đúng là chắc thối, xưa đỏ hay gọi là chắc thối lắm. Mùi nó hơi hôi hôi chắc thối. Này các bác, nó vừa kha kha giống lá khế, lại nhìn xa lại giống lá rong rong ngót. Mùi thì nó đúng là mùi đặc trưng của cái lá cây họ đậu các bác, giống giống cây họ họ đậu.
Đấy các bác nhìn đã thê thảm chưa? Rồi, có một cái cây nhỏ nhỏ mà tỉa mãi mới hết lá. Rồi, xanh um này tỉa sót ruột không? Rồi vào dây nhá, để gần tí để không xoay để phân tích tí các bác nhé. Xoay để phân tích tí. Mặt này ngọn nó bị thẳng quá các bác nhỉ, bị thẳng quá, đang có gió quá nhỉ, bị thẳng này. Đây. Ngọn nó bị thẳng quá, ngọn này đang bị thẳng, bị thô, ngọn này rất thô, xử lý này. Tay này thì tạm được, để nó ta phá được. Tay này thì thấp xuống, thấp xuống. Cành này có thể được cắt đi. Để cắt đi. Đó. Vào dây cái đã bác nhỉ. Nguyên tắc là mình cứ vào cái dây cái đã, không cắt thì tính xong.
cái này tiền đó. Đây là nước mật mà để lăn kho thịt vịt, nướng thịt vịt. Nước mật đấy. Đấy, bác có vịt chưa? Cháu có lá này. Đấy, mắc mật đấy. Đã có vịt chưa? Không phải cái đó.
lại cái dáng tự nhiên ban đầu của nó, nhưng mà rất khó, không đau thì không thành được một cái gì nó hay ho. Tức là nhưng mà thực sự để mà nói mà đã làm đau nó luôn thì nó chưa khả thi lắm với cây này. Thì cây này tìm một cách hài hòa nhất và vẫn giữ lại cái, bởi vì cái ngọn nó thì cái thân trực lên cái đoạn ngọn ở giữa kìa, đoạn ngọn ở giữa này đấy, nó đang bị rất là cứng và nó thả tự nhiên đấy, mà cắt đi thì cực kỳ trơ luôn. Thế thì em cố gắng cắt đi một số cành mà nó không thể nào chấp nhận nổi, và giữ lại một số cái tay để mình vào dây cho nó hợp lý. Các bạn đây này, đây là một bề một mặt nó nhá, chắc chắn sẽ chơi mặt này rồi. Mặt kia nó khá là khó nhìn. Nếu muốn chơi mặt kia thì chắc phải làm lại cái ngọn này. Đấy. Cũng tạm tạm các bác nhỉ, nhưng mà nhìn cái đoạn ngọn kia nó rất là thô, khá là thô. Đoạn này đây là đoạn này khá là thô. Nhưng mà sao nó khá ổn so với hy vọng, bởi vì mình giữ lại khá nhiều, chỉ cắt một ngọn đây, một ngọn to ở trên đây, cắt một hai ngọn to ở đây đấy, để lại tay tán. Và cành này thì cũng hơi kém nhưng mà có thể giữ lại được đấy, cơ bản là như thế. Các bạn xưa đấy, xưa đỏ đấy. Giờ chắc ai không nhận ra mấy cây lúc sáng ung tùm luôn nhỉ. Đấy, xoay đi nào, xoay vòng nữa đi nào. Cái cây xưa này các bác này, thì quan điểm của em là khi mà mình làm thì thấy nó khá là dẻo và làm được khá là dễ, không có gì là khó khăn lắm, không giòn nhỏ nhé. Chỉ có những cái chỗ mà khớp của nó thì bác cố gắng, nếu mà làm cố gắng ghim chặt nó lại để nó không toạc đâu. Đấy, không bị xước này. Đấy, thêm một vòng nữa đi. Bệ rất ổn, tỷ lệ cây khá ok. Đấy, cái đoạn ngọn kia đang cần xử lý thêm, nhưng mà khi mà nó phủ tán lên rồi thì nó lại đỡ đi. Mấy cây này thì không chê xi dăm thì hơi khó, vì lá nó dài. Đây các bác, lâu dài các bác chơi cho cái cành này, cái này nó già xả xuống một tí. Rồi, xin cảm ơn các bác nhé.